Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong bộ bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối chi thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm các em hãy dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video cho bạn bè xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 51 số lần xuất hiện của một sự kiện thứ số 1 trang 50 51. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 viết tiếp vào chỗ chấm cho hết hợp. Trong hộp có 4 chiếc bút màu mực xanh. Trong hộp có 4 chiếc bút mực xanh và 2 chiếc bút mực đen. Câu A, bạn Việt lấy một chiếc bút ra khỏi hộp và quan sát màu mực của chiếc bút lấy được. Các sự kiện có thể xảy ra là như mình thấy là trong hộp có chiếc bút 4 chiếc bút mực xanh và 2 chiếc bút mực đen. Như vậy là có hai sự kiện có khả năng xảy ra là bạn Việt sẽ lấy được chiếc bút mực xanh. Sự kiện thứ hai là Việt lấy được chiếc bút mực đen. Đúng rồi. Như vậy các sự kiện có thể xảy ra là việc lấy được chiếc bút mực xanh và khả năng thứ hai là bạn Việt sẽ lấy được chiếc bút mực đen, đúng không? Như vậy là các sự kiện có thể xảy ra là bạn Việt lấy được chiếc bút mực xanh và Việt lấy được chiếc bút mực đen. Giờ mình sẽ làm câu B. Mỗi lần bạn Việt lấy một chiếc bút ra khỏi hộp, quan sát màu mực và ghi lại kết quả, và bạn kiểm đếm và trả lại bút vào hộp. Như ở đây mình có là kết quả kiểm đếm lấy được chiếc một chiếc bút mực xanh, thì mình thấy đây là mỗi nhóm này là 5, 10, 13. Lấy được chiếc bút mực đen thì đây là 5, 4 là 9, đây là 13, quay đây là 9. Dựa vào bảng kiểm đếm, ta thấy số lần Việt lấy được bút màu xanh là 13 lần. Và số lần bạn Việt lấy được chiếc bút mực đen chính là 9 lần. Như vậy sự kiện xuất hiện nhiều lần hơn chính là bạn Việt lấy được chiếc bút mực xanh, đúng này. Chính là sự kiện Việt lấy được một chiếc bút mực xanh. Như vậy dựa vào bạn kiểm đếm, ta thấy số lần Việt lấy được chiếc bút mực xanh là 13 lần và số lần bạn là Việt lấy được chiếc bút mực đen là 9 lần. Như vậy sự kiện xuất hiện nhiều lần hơn chính là Việt lấy được chiếc bút mực xanh, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu A, gieo xúc xắc quan sát số chấm ở mặt trên của xúc xắc và ghi lại kết quả kiểm đếm chẵn lẻ của mặt xúc xắc nhận được vào bảng sau, thực hiện 20 lần. Như vậy câu A thì này, các em sẽ chuẩn bị một con xúc xắc thì các em sẽ gieo xúc xắc và quan sát cái mặt trên, số chấm mặt trên. Và các em sẽ hoàn thành cái bảng kiểm đếm này. Như là nếu mà số chấm ở mặt trên là số chẵn thì các em vạch một vạch đây. Còn nếu số lẻ các em sẽ vạch dưới, thực hiện 20 lần như vậy. Ở đây thầy cho ví dụ như là số chẵn sẽ là 11 lần. Đúng không?
Để cho quý dùng cái nha. Vì mỗi mỗi lần gieo như vậy nó sẽ khác nhau, đúng không? Nên ở đây chơi cho quý dùng. Như vậy nếu là 11 lần thì các em sẽ vạch 11 vạch. Mỗi nhóm này là 5, hai nhóm là 10, thêm một vạch nữa sẽ là 11. Giờ còn lại 9 lần sẽ là số lẻ. Giờ tiếp theo là câu B, viết tiếp quả chỗ trắng cho thích hợp dựa vào bảng kiểm điểm số lần nhận được mặt chẵn là bao nhiêu lần, thì mình thấy là 11 lần. Và số lần nhận được mặt lẻ chính là 9 lần. Như vậy sự kiện xuất hiện nhiều lần hơn chính là sự kiện. Như vậy là các em sẽ để là sự kiện xuất hiện nhiều lần hơn là rêu được số chấm ở mặt trên của số sắc là số chẵn, đúng không? Nhiều được. Số chấm ở mặt trên của xúc xắc là chạm. Như vậy là sự kiện xuất hiện nhiều lần hơn là rêu được số chấm mặt trên của xúc xắc là chạm nhé. Chờ như là mình xong câu số 2, câu số 2 các em hiểu bài. Các em xem hết video phải biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu số 3, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong tối có hai viên bi màu vàng và hai viên bi màu đỏ, không nhìn vào trong túi, mai lấy hai viên bi bất kỳ ra khỏi túi, quan sát màu bi và ghi lại kết quả, và bạn kiểm đếm rồi trả lại bi vào túi. Như vậy ở đây người ta nói là trong túi có hai viên bi màu vàng và hai viên bi màu đỏ, không nhìn vào trong túi, bạn mai lấy hai viên bi bất kỳ ra khỏi túi, quan sát màu bi và ghi lại kết quả, và bạn kiểm đếm rồi trả bi vào túi. Như vậy có ba sự kiện có xảy ra là lấy được hai viên bi đều là màu vàng, sự kiện lấy được hai viên bi đều là màu đỏ, và sự kiện là lấy được một viên bi màu đỏ và một viên bi màu màu vàng, đúng không? Như ở đây bạn kiểm điểm này là mình thấy đây là 5, 6, đây là 10 và đây là 4. Như câu A, sự kiện nào xuất hiện nhiều lần nhất, thì mình thấy là sự kiện lấy được hai viên bi màu đỏ là nhiều nhất, ở đây đến 10 lần, đúng không? Như ở đây mình sẽ chọn đáp án B, lấy được hai viên bi màu đỏ nha. Như câu A mình sẽ chọn đáp án B, sự kiện lấy được hai viên bi màu đỏ sẽ là nhiều nhất. Tiếp theo là câu B, nếu Mai chỉ lấy hai viên bi vào túi trong một lần thì câu nào dưới đây là đúng? Câu A là Mai chắc chắn lấy được hai viên bi khác mèo. Câu B, Mai có thể lấy được hai viên bi cùng mèo. Và câu C là Mai không thể lấy hai viên bi khác mèo. Như là mình thấy là nếu bạn Mai chỉ lấy hai viên bi vào túi trong một lần thì mình thấy là sự kiện mà lấy được nhiều nhất ở đây là màu đỏ. Màu đỏ có nghĩa hai viên bi là trùng mèo cùng mèo với nhau. Như ở đây mình sẽ chọn đáp án B là Mai có thể lấy được hai viên bi cùng mèo, là do sự kiện hai viên bi màu đỏ sẽ được lấy được nhiều nhất, nên nếu lấy một lần duy nhất thì sẽ lấy được hai viên bi cùng mèo sẽ là cao nhất, đúng không? Như ở đây mình thấy là màu đỏ là cùng mèo là sẽ có 10 lần, hai viên bi cùng mèo vàng sẽ là 6 lần, như vậy tổng cộng là 16 lần, sẽ nhiều hơn so với khả năng lấy được một viên bi màu vàng một viên màu đỏ chỉ 4 lần, như mình thấy là gấp đến 4 lần, nên ở đây mình sẽ chọn đáp án B nha. Mai có thể lấy được hai viên bi cùng mèo, khả năng sẽ rất là cao, đúng không? Như là mình xong câu số 3, câu số 3 kim hiệu bài, xong hết video về kim hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè xem. Vậy là chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau đó nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm.
Khởi chúc các em học tốt tại Bắc Kinh nhé.